Xin chào anh em, chào tất cả mọi người. Trong clip này mình có đang bán một con đẩy bãi hai kênh của thương hiệu LBX, có model là P5650. Số lượng có một con duy nhất nên bên mình sẽ bán con đẩy này với cái mức giá rất là tốt. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng đi xem chi tiết về con đẩy này. Về tình trạng con đẩy này, nó là hàng bãi đã được qua sử dụng, nhưng về hình thức bên ngoài thì nó còn khá là đẹp. Ở mặt trước thì duy nhất có một cái điểm trầy xước ở cái phần tay xách này. Còn lại thì nó đẹp gần như là mới tinh. Ở đây là cái điểm trừ ở mặt trước của con đẩy này, là cái điểm trầy xước này. Còn lại thì nó khá là đẹp. Về kiểu dáng thiết kế thì ở đây là cái miếng nhôm khá là dày, nghiền khối, được CNC, các góc cạnh thì khá là sắc nét rồi. Và kết hợp với cái tông nền màu đen, cái miếng nhôm này là cái màu vàng chanh nhạt, màu vàng nhạt, và kết hợp với cái tông nền màu đen. Ở đây thì có các mắt lưới để hút gió phía trong, làm mát cho máy. Logo của thương hiệu LBX và cái đài này có model là P5650 và là dòng đẩy hai kênh thì sẽ có hai chiết áp để chúng ta điều chỉnh cái mức âm lượng lớn nhỏ cho từng kênh. Và đây là các hàng đèn led hiển thị các tín hiệu và công tắc nguồn thì ở phía trước. Về tổng thể hình thức mặt trước thì nó còn khá là đẹp đấy. Tiếp theo thì chúng ta cùng đi xem về nội thất bên trong các linh kiện con đẩy này. Và mình sẽ quay lướt qua một lượt rồi sau đó thì sẽ đi giới thiệu chi tiết về từng phần. Nhìn về cái phần nội thất bên trong con đẩy này thì quý khách nào sành chơi thì có thể đoán được đây là cái dòng đẩy nó sử dụng công nghệ mạch gì, cũng như là nó sử dụng cái phần main công suất của cái máy nào, của cái dòng máy rất là quen thuộc. Vâng, và đầu tiên thì đây là cái phần biến áp nguồn. Con này thì nó sử dụng biến áp xuyến. Ở đây là cái miếng cao su lót để bảo vệ cái phần dây quấn biến áp. Và biến áp này thì nó có cái đường kính cũng không quá to, không quá nhỏ, nó khoảng 18 cm và chắc chắn là quấn bằng dây đồng xịn rồi, cam kết 100% là sẽ là dây đồng xịn. Ở khu vực này thì là khu vực khởi động mềm trước khi cấp điện 220 cho biến áp. Và tiếp đó thì điện sẽ được thẩm thấu qua dây quấn đi vào các cầu diode nắn điện xoay chiều sang điện một chiều. Và tiếp theo thì điện sẽ được đi qua các quan tụ lọc nguồn. Ở máy này thì hãng sử dụng 8 quả tụ lọc nguồn chính với dung lượng tụ là 63V 10.000 microfarad. Và hãng có sử dụng cái dòng tụ của hãng Topcon. Tụ có 8 quả và đẹp như mới tinh. Hàng bãi đã được qua sử dụng nhưng còn tụ còn khá là đẹp này. Đó, 8 quả tụ nhé. Và đây là hai cái dơ le để đóng mở tín hiệu ra loa. Dơ ne này là cấp nguồn cho biến áp. Dơ ne, hai dơ ne này là đóng mở tín hiệu ra loa. Ở khu vực này thì có một con IC. Con này là con LM339. Con này nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ là tất cả các con cảm biến ở trên cái hai main công suất này sẽ đi về cái con LM339 này. Con này có nhiệm vụ là điều khiển tốc độ quạt cũng như là điều khiển về cái phần dơ le đóng mở cho hai vế ra loa. Khi hai vế công suất này có lỗi thì con IC này nó sẽ điều khiển cho cái dơ le này đóng lại để bảo vệ loa, hoặc là khi trên main công suất này nó đánh quá nhiệt, nhiệt độ quá cao nó cũng đóng lại đấy, để bảo vệ máy. Nếu mà đánh quá nhiệt thì nó sẽ chết sò, và nó sẽ cũng điều khiển luôn cả những con cái con điều tốc cho quạt. Khi quạt chạy nhanh hay chạy chậm, máy nóng thì nó sẽ chạy nhanh hơn, và khi nguội thì nó sẽ chạy chậm đi. Ở đây là trên main công suất thì có những con cảm biến nhiệt đó, kết hợp với con IC để điều khiển cho máy hoạt động cho nó được bền. Và tiếp theo thì đây là cái main công suất. Nếu nhìn như thế này thì chắc hẳn nhiều quý khách đã đoán được thì đây là nó máy này nó sử dụng cái dòng máy gì, main công suất của cái đời nào. Nó sử dụng cái dòng máy LA nhé. Và cái main này là main nằm trong cái máy LA800. LA800 thì nó sẽ cắm đủ sò. Nó sẽ cắm đủ sò của cái main này. Nhưng nếu là A600 thì nó sẽ thiếu một con sò này. Nếu là A600, nhưng còn là A800 thì nó sẽ cắm đủ sò nhé. Với cái dòng máy này thì nó sử dụng cái dòng sò của hãng Toshiba, có mã là C5200A1943. Đấy. Các linh kiện thì trên main công suất thì còn khá là đẹp.
và mỗi mỗi bên thì có 1 2 3 4 5 6 7 27 14 sò, 27 14 sò chính. Con này là con lái này. Con này là con sò lái này. Và có hai con bù áp nằm phía dưới kia. Khu vực này là khu vực tầm tiền khuếch đại. Những con bát ở trên cái tản nhiệt đen này là tiền khuếch đại cho cái main công suất. Các linh kiện ở trên main công suất thì sử dụng 100% là linh kiện cắm, vì cái dòng máy LA thì đa phần là nó sử dụng linh kiện cắm. Các linh kiện thì còn là khá là sạch đẹp, gần như mới tinh nhé. Đây là một vế này, và phía bên này là một vế, đây là một vế tiếp theo đó. Con này là con diode hồi phục nhanh nhé. Đấy, nhiều anh em thì đếm cả con này, đếm cả là sò luôn này. Con này nó là con diode, nó cũng không phải là con MOSFET đâu, nó là con diode hồi phục nhanh nhé. Đấy, tổng số là mỗi vế là 14, 14 là 28 sò, chưa tính những con lái và bù áp. Ở trong cái máy này thì quý khách nhìn tinh để có phát hiện được cái gì nó khác biệt giữa hai bên công suất này không ạ? Hai bên công suất này thì nó có một cái điểm khác biệt. Đầu tiên thì cái máy này là mình bao zin 100% cho mọi người nhé. Bao zin chưa sửa chữa, nếu mà đã sửa chữa một cái mối hàn nhỏ thì mình sẽ tặng không quý khách con đẩy này mà không lấy tiền. Ở trong con đẩy này thì mình cũng nói luôn là ở hai main công suất ấy thì nó sẽ có hai điểm khác nhau. Nó sẽ là zin 100% nhưng nó sẽ có hai điểm này. Cái này thì cái đời này là hãng sử dụng cái hai cái main công suất thì nó khác đời nhau một chút. Đây mọi người thấy này, ở cái phần tản nhiệt cho những con tầng tiền khuếch đại này. Đây này, có 6 cái tản nhiệt này. Trên 3 dưới 3 là 6 thì nó là màu đen. Ở bên con này thì nó lại là màu xanh. Ở đây thì có lẫn một con màu đen ở đây này. Thế còn lại 5 cái là màu xanh nhé. Và cái con chở này thì nó là con chở một ôm. Con chở một ôm đấy. Thì bên này thì nó sử dụng cái vạch màu, chở vạch màu. Cái con bên này thì nó không sử dụng cái con chở vạch màu mà nó ghi rõ chữ một ôm ở đây. Tất cả là hàng nguyên zin 100%, mình cam kết là nguyên zin. Hãng sử dụng thì hai cái đời main này nó khác nhau một chút thôi. Thế còn lại những cái linh kiện khác thì giống nhau. Và chất âm thì cũng như nhau thôi. Cam kết là chất âm như nhau và cam kết là zin chưa qua sửa chữa. Thế còn lại thì tất cả là nó sẽ giống nhau. Đó. Sò giống nhau này. Các linh kiện khác thì giống nhau, chỉ khác về cái khu vực này thôi. Cái tản nhiệt và hai con chở này thôi. Cái này thì nó không liên quan gì đến chất âm, cũng không như là không liên quan gì đến độ bền của máy cả. Tiếp theo thì chúng ta lại về phía sau để xem về cái mặt sau con đẩy này. Ở mặt sau thì nó có các cổng cái lối tín hiệu đầu vào bằng sắt calon và đường link tín hiệu ra một thiết bị đẩy khác. Các tất cả các chế độ tiếp mát này, độ nhạy tín hiệu đầu vào, các chế độ shifter, panel, bra, chụm hai kênh là một. Ở đây các cổng ra loa sử dụng jack điều chỉnh hoặc là jack xoáy cài, dây nguồn niền. Ở phía mặt sau thì có hai cái quạt tản nhiệt để thổi gió ở phía sau làm mát cho hai vế công suất. Và mình sẽ quay lại về tổng thể nội thất bên trong của đẩy này, gần như là mới tinh nhé. Và đặc biệt là nó có mức giá rất là tốt, chúng ta cứ gọi nó là LA 600 đi, không gọi nó là LA 800 nữa mà là gọi nó là LA 600 thôi. Con đẩy này nó có cái giá khá là tốt rồi cho con máy LA 600 này. Tụ thì đẹp gần như mới tinh nhé, tụ đẹp như mới tinh. Hai vế công suất cũng đẹp như mới và bao zin 100%. Về hình thức mặt trước thì con này thì trưng bày nó khá là sang trọng và đẹp. Hay nếu nó không mất cái điểm trừ ở cái chỗ này là cái điểm xước này thì nó đẹp gần như xuất sắc. À vâng, và mình cũng xin báo giá con đẩy này để quý khách có thể lắm được. Với con đẩy này thì bên mình sẽ bán với cái mức giá là 4 triệu 200 nghìn đồng. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách và bảo hành 1 năm cho quý khách yên tâm sử dụng. À, bên mình sẽ bao zin 100% con đẩy này. Và giá là 4 triệu 2 bao ship, bảo hành 12 tháng. Về công suất của con đẩy này thì mình cứ tính nó là A600 đi, thì nó sẽ đạt là 600 bắt đầu kênh. Thì anh em có thể sử dụng ghép con đẩy này với hai cặp loa bát 30 rồi, hoặc có thể sử dụng ghép với một cặp loa bát 40 từ 22 cùng 100. Đấy, với công suất đó thì rất là dễ phối ghép với các dòng loa công suất lớn. Ở đây thì thông số biến áp nguồn thì nó cấp ra cũng khá là lớn,
nên anh em có thể sử dụng đánh những cái đồng loa công suất lớn thoải mái nhé. Sử dụng công nghệ mạch QH thì sẽ có hai nguồn cấp. Nguồn cấp thấp là 42V đối xứng và nguồn cấp cao là 84V đối xứng. 84V này là khi chúng ta đánh ở tín hiệu lớn, công suất lớn thì nó sẽ sử dụng cái điện áp cao này. Và khi chúng ta mở nhỏ thì nó sẽ lấy cái điện áp thấp này để tiết kiệm điện. Ở đó là công nghệ mạch QH. 84V này mà qua tụ thì nó phải lên đến hơn 100V đấy. Nên là chúng ta đánh cái một cặp loa bass 40 từ 22 cùng 100 là quá thoải mái, hoặc là hai cặp loa bass 30 nhé. Về linh kiện thì khá là sạch đẹp rồi và bảo hành 1 năm để cho quý khách yên tâm sử dụng. Đây, quay lại hình thức mặt trước này. Đây, khá là đẹp rồi. Có một con duy nhất thôi, không có nhiều đâu. Và quý khách nào có nhu cầu mua con đẩy này thì hãy vui lòng liên hệ mình có số điện thoại là 0826 252 688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố Lẻ, Hưng Hà, Thái Bình để test và xem các sản phẩm về âm thanh karaoke. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.